Sáng ngày 26 tháng 10, tại phiên họp Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban Trị sự đã lấy ý kiến và thống nhất tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Trị sự. Hội nghị giữa nhiệm kỳ dự kiến tổ chức trong 2 ngày tuần đầu tháng 11 năm 2020 với sự tham dự của toàn thể thành viên Ban Trị sự, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội. Hội nghị tập trung thảo luận và thống nhất xin ý kiến của Trung ương Giáo hội về điều chỉnh bổ sung nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ 9 2017-2022 theo quy định và hướng dẫn của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam để các hoạt động của Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh được ổn định, kế thừa và phát triển. Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã thông tin lấy ý kiến Ban Thường trực và thống nhất về thời gian, thành phần tham dự, nội dung và phương thức tổ chức của hội nghị này, đồng thời yêu cầu Ban Thư ký chuẩn bị các hướng dẫn, triển khai cụ thể để việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện được tiến hành đúng quy định của Trung ương Giáo hội.